Xin mọi người chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta lên bên Chúa để cầu nguyện theo chiều hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông sư cùng lên tiếng nhân danh Chúa để cầu nguyện về Chúa Phương. Bài mà thánh như thế ta đang cầu nguyện. Lời khen Chúa đó, hàng có hàng còn ngài đang cầu nguyện chúng con. Amen. Con cảm ơn Chúa bởi sự hiện diện thánh của ngài. Lời phán của Chúa đối với chúng con, nơi nào có hai ba người đến trên ta mà nhóm nhau lại thì có ta ở Chúa. Amen. Lời Chúa Giêsu ngài đang ở cùng với chúng con. Ngài đến để thắp huyết từ tấm lòng của bà anh em chúng con. Ngài đến để phúc phước cho chúng con một phần hơn. Ngài đến để chữa lành cho chúng con. Ngài đến để an ủi chúng con và nâng đỡ chúng con. Cảm ơn Chúa và nụ cười hôm nay thật là vinh hạnh cho chúng con. Khi chúng con không sống đạo thì ngài thờ phụng Chúa. Không biết rằng giờ đây phước hạnh đang đổ đầy ở trên đất nước trên chiến thần chúng con ở trên đất nước Sài Gòn giữa cuộc chiến này. Để mỗi người nghe lên danh của Chúa. Ôi lên trái đấy. Cảm ơn Chúa bởi sự phước hạnh của Chúa tôi ở trên mọi hạnh. Và giờ đây chúng con mở toan tất cả chúng con ra để con dân lên Chúa xin lời nghe chúng tôi. Xin Chúa ngài ban cho chúng con lời hàng phẩm từ chiều hôm nay để con được phước hơn nữa, để chúng con sống đạo hơn nữa, hầu việc Chúa làm sáng cho ngài. Con công bố trong danh của Chúa Giêsu Christ người Nazareth buổi chiều hôm nay thật là phước hạnh cho mỗi một chúng con. Amen. Chúa ngài chúc phước cho người dân chúng con và sự lời khen là thật vượng. Chúc phước cho người chia sẻ đời của Chúa trời. Chúc phước cho chính chúng con là những người nhân lành sinh sống.